Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Okay, chúc ban phước cho tất cả bà chị em. Rõ ràng được các bạn hôm nay tôi rất là vui bởi vì tôi bắt đầu từ bỏ chính tôi. Khi tôi đây sứ điệp mà tôi đã cũng đã từng nói và từng chia sẻ nhưng mà chưa bao giờ nó tác động với tôi như hôm nay. Và ước mong rằng nó cũng sẽ tác động trên quý hoàng cảnh của Chúa. Và bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ sống từ bỏ chính chúng ta thấy vui hơn. Chúng ta hơn thua, chúng ta càng ngày càng mất mát nhiều hơn. Đúng không ạ? Cho nên là chừng nào chúng ta có dùng cái chữ là đánh lộn nhưng thật sự không đánh lộn mà đánh trúng thôi. chúng ta không cãi lộn nhưng mà thật sự chúng ta cãi trúng thôi, chúng ta không bao giờ cãi sắc. Amen, cảm ơn Chúa. Có điều thông báo chúng ta hãy bắt đầu theo như tổ Giê-xu đã thắng thì sẽ nhóm vào chủ nhật 5 giờ chiều, các bạn. Những ai chúng ta chưa tham gia tổ, chúng ta nên quyết định chúng ta cùng tham gia các tổ để chúng ta được lớn lên, chúng ta được dây dựng, chúng ta sống đời sống như Chúa muốn chúng ta sống và chúng ta thể thực hành những thứ Chúa dành cho mình. Thứ sáu ngày 3 tháng 2 này chúng ta có buổi cầu nguyện tối đêm. Tại ai có cái Chúa chúng ta có ngày đó không có đi làm đâu, chúng ta đi làm nhưng chúng ta muốn dành thời giờ chúng ta đến để cầu nguyện tìm kiếm Chúa thì bắt đầu 10 giờ tại trung tâm của hội thánh. Bắt đầu thứ hai này thì hội thánh chúng ta có số con cái Chúa học cả son thì xin đến trung tâm của hội thánh để chúng ta học vào tối thứ hai từ lúc 7:30 và tối thứ ba lúc 10 giờ tối của chúng ta phải bước nha, 10 giờ tập bước thì chúng ta sẽ học cái lớp chính và chúng ta sẽ tại nhà, sau đó chúng ta sẽ ngủ luôn tại giường luôn, nhưng mà đừng ai giường ngủ gì học. cái đó là dành cho những lớp cao như học lớp cao đẳng, còn cử nhân thì chúng ta sẽ học vào lúc vào buổi sáng thứ tư lúc 10 giờ sáng và lúc 10 sáng thứ tư và 10 giờ sáng thứ bảy cho những ai học cử nhân. Amen. Sáng tối thứ nữa, nhưng không ai thì là có thể chúng ta học tối sáng thứ tư không? Tối thứ tư chúc mừng tối thứ, ok nha, ok, cảm ơn Chúa. Xin nhân cầu nguyện cho tôi trong thời gian nhiều năm qua tôi cứ ban cho huấn luyện nhưng mà chưa dành thời gian nào để mà đi học để được huấn luyện, và cái điều mà tôi muốn cái này tôi đi qua bên Bà Tâm dự cái hội nghị mở mang hội thánh toàn cầu, làm sao mở hội thánh và tin rằng lúc mà chúng ta cần hội thánh chúng ta cần được mở mang, cho nên tôi đi dự từ thứ hai tuần sau, không phải tuần này, tuần sau cho đến thứ bảy. Xin hãy cầu nguyện cho tôi để Chúa cho tôi nhận được sự sức giàu và những điều cần thiết để chúng ta trở về cho hội thánh chúng ta. Và những chuyến đi Brunei cũng như Việt Nam thứ và Mỹ tháng 5, xin hãy cầu nguyện cho tôi trong điều này. Và con số con cái Chúa cũng đi Mỹ nữa và đi Ấn Độ tháng 7 nữa, có nhiều năm nay có nhiều việc, cho nên con cái Chúa ta sắp xếp để có thể đi được những chuyến đi này. Amen ha. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đọc trong Luca 19 câu 23-24. Hãy đem những thời gian chúng ta có, tôi tốn rất nhiều thời gian để tôi soạn ra, tôi ghi xuống điều này. Chúng ta hãy đem cái này về rồi chúng ta để trong chỗ nào đó, khi nào chúng ta cần điều gì đó chúng ta có thể nhớ gì Chúa dạy chúng ta đọc xuống, tôi phải thức đêm rồi để soạn chúng ta. Tôi có thể chia sẻ mà không cần cái điều này, nhưng mà lý do tôi muốn làm việc này là bởi vì tôi muốn con cái Chúa chúng ta theo dõi về chúng ta học và chúng ta ca xét lại. Anh em cho nên hãy trở về ca xét lại. Tôi khuyến khích các tổ tế bào thì trước khi chúng ta nhớ chúng ta ôn lại chút xíu ngắn những gì chúng ta học được, còn nếu không chúng ta học lại Chúa đêm bên kia chúng ta chẳng thay đổi được gì cả. Chúng ta sẽ đọc chung cầu thánh ở đây. Ngài phán với mọi người: nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày cắt thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu mạng sống mình. Lần nữa, Ngài phán với mọi người: nếu ai muốn theo ta,
hãy từ bỏ chính mình. Mỗi ngày các thật tự giá mình mà theo ta. Thì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai thì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống. Lạy Cha, chúng con đến với Ngài này trong danh của Chúa Giêsu, chúng con cần sự sức dầu của Ngài trên lời của Ngài. Hãy sức dùng mới cho mỗi đời sống chúng con để chúng con nhận được sự mặc khải từ nơi đầu của Ngài. Để chúng con nhận những lời Chúa thật là quý báu cho chúng con, quý báu hơn cả vàng đồng tiền bạc. Lời Chúa làm cho cuộc đời chúng con sống hạnh phúc, lời Chúa làm cho cuộc đời sống bình an và đầy sự vui mừng. Lời Chúa giúp cho chúng con thoát qua khỏi những nghèo đói thiếu thốn nợ nần để con bước vào đời sống dư dật Chúa ban cho chúng con. Lời Chúa giúp cho chúng con để chúng con thể sống đời sống đắc thắng và chúng con thể trở thành nguồn phước cho những người xung quanh. Là Chúa có cầu nguyện này, xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa và mỗi công dân Chúa trong hội thánh của chúng con lớn mạnh thịnh vượng phần xác cũng như phần hồn, và đời sống chúng con ảnh hưởng những người, đời sống của chúng con ảnh hưởng gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa, những người chung quanh chúng con và cho thế giới có cảm nhận. Nguyện đời sống của chúng con là ánh sáng cho thế gian, đời sống chúng con là cái thành trên ngọn đồi và không bị che khuất và ai nhìn thấy đời sống chúng con, nhận biết là chúng con là con cái của Ngài qua những việc lành chúng con làm. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin chúc phước cho con, để đỡ của Ngài, xin thương xót con và sử dụng con, sức dầu cho con hôm nay để dân sự Chúa nghe lời này và họ thấy phước hạnh khi mà lời Chúa đến với họ. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Christ. Amen. Ok, xin phán rõ. Chào tất cả quý con cái Chúa trên online cùng dựng nhóm chúng con trong hôm nay. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà chị em được lớn lên trong hội thánh trong nhiều năm, biết nhiều về kinh thánh, thuộc lòng kinh thánh, trải qua nhiều năm thì theo Chúa, tôi nhận thấy rằng có nhiều đời sống con cái Chúa trong thời gian ngắn họ lớn lên và trưởng thành nhanh, nhưng mà có những đời sống theo Chúa rất nhiều năm họ không được thay đổi và cũng dường như không có thấy phước hạnh gì cho đời sống. Có câu chuyện khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ câu chuyện như thế này. Có một ngày kia, một người này đi theo Chúa, bắt đầu hành trình anh ta đi theo Chúa thì anh ta được Chúa trao cho cây thập tự giá, và anh vác cái thập tự giá này đi. Rồi anh đi một thời gian, một khoảng gian, anh thấy thập tự giá này sao nó nặng quá. Cái anh dòm thấy một người kia có cái thập tự giá kia nó nhỏ hơn, cho nên anh nói Chúa ơi, con không thích cái thập giá này, con nó nặng quá, thôi Chúa cho con đổi thập giá nhỏ nhỏ giống vậy. Và anh vác cái thập giá này là anh đi, nhưng tới một lúc nào anh thấy sao nó vẫn khó chịu, nó không cảm thấy thoải mái và nó không có vui vẻ hết. Cái bắt đầu anh thấy mà kia có thập giá kia mà nó dùng nó đẹp, thấy vui vui. Chúng ta hồi thánh chúng ta có một người chị em lúc nào cũng vui vui, mang cái đẹp của vui vui rồi. Cho nên Chúa cũng muốn cái thập tự giá nó đeo nó vui vui nó đẹp đẹp, xin Chúa cho con. Rồi Chúa cũng đồng ý, Chúa cho cái thập tự giá mà vui vui này, anh ta đeo lên, anh ta đeo lên, anh ta đi một hồi sau thấy nó vui vui nhưng không vui vui hết. Anh ta cũng nói sao mà kỳ cục quá, sao cũng không có cái gì mà vui vui hết. Rồi anh ta nhìn thấy một người kia đeo thập tự giá mà anh ta đeo lên và thấy con người ta nó rực rỡ, nó sáng chói, nó rất là hoành tráng. Không, mình bỏ cái vui vui này, mình đeo cái vành trắng lên. Rồi nó chú ơi, con giờ con không muốn cái này nữa, con muốn cái vành trắng đó đó chú. Rồi ta đeo lên. Khi ta đeo lên xong, anh ta đi một thời gian sau, anh ta thấy sao nó cũng không có hợp với mình, nó không có vừa dặn với mình, nó không vừa khớp với mình. Anh ta nói thôi chú ơi, tôi thấy cái đó cũng không được, nó vừa vừa, nó cũng vừa với con, nó hạt khó chịu với con, chú cho con cái này. Và chú cho anh ta. Khi anh ta đeo lên, anh ta đi một ủa sao cái này giống cái đầu tiên của Chúa cho mình quá vậy? Mỗi người chúng ta đều có một thập tự giá cả. Quý vị không thể nào nói là cái người kia có thập tự giá tốt hơn mình, nhẹ hơn mình, đẹp hơn mình, hoành tráng hơn mình, vui vui hơn mình. Tất cả mọi người chúng ta đều có một thập tự giá mà Chúa muốn chúng ta mặc. Đừng bao giờ so sánh mình như thế, quay qua đừng so sánh với ai cả. Giá thật cái giá của mình. Giá thật cái giá của mình. Và đấy là cái chìa khóa mà Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên nhiều người chúng ta theo Chúa nhiều năm mà chúng ta không chịu giá thật cái giá. Chúng ta muốn đi nhà thờ, chúng ta muốn ăn uống, chúng ta muốn sinh hoạt vui chơi, chúng ta muốn hát thờ phượng,
À, chúng ta muốn có chuyện thứ nhưng chúng ta không chịu trách nhiệm. Và bởi vì chúng ta không vác thập tự giá cho nên chúng ta không trở thành chính chúng ta được. Con người chúng ta sở dĩ chúng ta có thể tìm thấy cái niềm hạnh phúc, niềm vui là bởi vì chúng ta khám phá được chính mình. Những người không khám phá được chính mình, thấy người ta có điện thoại mới, có xe mới, mình muốn giống như họ, chúng ta sẽ không tìm được niềm vui hạnh phúc cả. Những người không khám phá được chính mình, thấy người có tài hơn mình, người đó có tài hơn mình, chúng ta đến ganh tị và chúng ta không được vui. Cho nên giác thật cái giá mình để chúng ta khám phá chúng ta là ai ở trong Chúa. Chúng ta định vị bản thân chúng ta là ai để rồi cuộc đời chúng ta sống giống như một ai mà Chúa đã dựng nên chúng ta. Bởi vì khi Chúa dựng nên chúng ta, Ngài luôn luôn có một chương trình cho cuộc đời của chúng ta. Và chương trình đó như tôi thường nói trong chương trình 39 đó là chương trình của Chúa thật là quý báu cho tôi thầy. Chương trình đó thật là vĩ đại cho tôi thầy. Và chương trình đó nếu mà chúng ta đến, nó đến nó nhiều hơn. Và chương trình đó đòi hỏi chúng ta vác thập tự giá để chúng ta đi theo Chúa và không ai vác giúp chúng ta được. Nan đề của quý vị không thể nào nhờ một sư giác được. Quý vị có những nan đề cầu thai, chúng tôi rất muốn cầu thai cho quý vị, chúng quý vị cầu nguyện cho mình. Nếu vấn đề của gia đình quý vị là điều gì đi chăng nữa, Hội Thánh sẽ cùng đứng với quý vị cầu nguyện, nhưng quý vị phải cầu nguyện cho chính mình. Do đó vác thập tự giá mình theo Chúa có nghĩa là chúng ta từ bỏ chính chúng ta. Như câu thánh mà chúng ta học ngày hôm nay, từ bỏ chúng ta, Kinh Thánh Chúa Giêsu nói đến cái sự từ bỏ của chúng ta, đó là khi chúng ta từ bỏ chúng ta và chúng ta quyết định đi theo Chúa thì chúng ta trở thành ánh sáng trong thế gian. Chúa Giêsu trong câu thánh tôi thường nói chúng ta là Chúa Giêsu nói ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn ở trong tối tăm nhưng mà có ánh sáng của sự sống. Khi nào chúng ta theo Chúa, chúng ta vác thập tự giá mình đi theo Chúa, chúng ta mới có ánh sáng thôi. Và chúng ta trở nên ánh sáng cho người khác. Nhiều người chúng ta hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ sáng sủa, cuộc đời tôi sẽ tốt hơn, gia đình tôi sẽ tốt hơn, gia đình tốt hơn. Nhưng mà tôi xin thưa với chúng ta, ngoài cái việc từ bỏ chính chúng ta ra, chúng ta sẽ bị khó tốt hơn. Và đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Tại sao Chúa Giêsu nói cái này trong danh 12 câu 24 câu 26 này, thật ta bảo các ngươi, là Chúa Giêsu nói là chuyện này là thật không gì mà là sai hết hay là cái gì mà nó không đúng cả. Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và nó chết đi, nó vẫn chỉ là hạt thôi. Nếu cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không chết thì chúng ta vẫn y chang trong vậy. Chúng ta không vác thập giá, chúng ta vẫn y chang giống như vậy. Nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Và cái thánh Chúa cho chúng ta một ví dụ, đó là một hạt giống mà nó sẽ rơi xuống đất, mà khi nó lớn lên rồi, nó sẽ tăng lên 30, 60, 100 là trời. Có nghĩa là khi chúng ta chết, chúng ta không mất, mà chúng ta được lợi. Để giúp đỡ những thứ. Và Chúa Giêsu nói thế này, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai mà chẳng sẵn mất sự sống mình, mất đi, chết đi cái con người cũ của mình, chết đi cái bản tính xác thịt của mình, chết đi những ham muốn của mình, thì người đó nhận lại được sự sống và sự sống đời đời. Đây là một lẽ thật rất là quan trọng. Không phải chúng ta cố gắng để mà chúng ta chết với mình. Xin thưa với tất cả chúng ta rằng nếu chúng ta cố gắng chết đi, chúng ta không ai làm được điều này hết. Ngay cả sứ đồ Phao-lô nói rằng ông nói rằng ông muốn làm điều lành nhưng điều ác vướng vào theo mình. Bất cứ quý vị và tôi có mặt ở tại đây, chúng ta được sinh ra bởi Adam, chúng ta có một tiềm năng về tội lỗi, có một hạt giống tội lỗi ở trong chúng ta, cái đi hay tội lỗi từ Adam chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay có thể là người tốt nhưng mà ngày mai chúng ta trở nên người rất xấu. Nếu không có Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không chết đi, chúng ta không vác thập giá, không chết đi, chúng ta không thể nào sống một đời sống tốt được. Không cố gắng tới mấy cũng không được. Khi hoạn nạn đến, khi thử thách đến, khi bão tố sẽ đến, chúng ta không còn chính mình được. Cho nên Chúa Giêsu mới nói đó là nếu người nào mà vác thập giá mình, chắc chắn thì Chúa sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào chết đi thì sẽ được sống và được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu nói ai phục vụ ta thì phải theo ta, và ta ở đâu người phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ ta thì Cha ta sẽ tôn quý người.
Chúa Giêsu muốn nói đến cái đời sống mà nếu chúng ta không phục vụ Chúa thì chúng ta phải chết chứ. Nếu không phục vụ Chúa, chúng ta không phục vụ Chúa, chúng ta không chết chính mình, chúng ta sẽ không có kết quả. Từ bỏ chính mình có nghĩa là gì? Từ bỏ chính mình hay là từ bỏ bản thân? Xem từ điển định nghĩa đó là từ chối thực hiện một yêu cầu. Ví dụ như quý vị nhờ tôi làm việc đó, tôi từ chối là từ bỏ. Từ bỏ chính mình đó là từ chối làm theo những gì ham muốn của cơ thể của chúng ta, đòi hỏi của xác định chúng ta để được lợi ích những gì có giá trị hơn. Điển hình nếu chúng ta là học sinh, chúng ta từ bỏ những cuộc đi chơi, những buổi party, tối nay có buổi party bạn bè rủ ăn sinh nhật, nhưng mà chúng ta biết chúng ta có một cái kỳ thi sắp tới, chúng ta bỏ thay vì không đi chơi bạn bè, từ chối lời mời của họ để chúng ta học thì chúng ta đạt được điểm cao, chúng ta sẽ không ra trường, vân vân. Đó là từ bỏ. Chúng ta từ bỏ những buổi ăn party cuối tuần để chúng ta phải dành cho gia đình với mình và dẫn gia đình mình đi ra ngoài dành bây giờ mà cầu nguyện tìm kiếm Chúa nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có một sức khỏe. Từ bỏ chính mình là như vậy. Từ bỏ chính mình có nghĩa là khước từ những gì mà không có giá trị để đạt được những gì có giá trị. Đối với cơ đốc nhân là người tin Chúa, chúng ta từ bỏ chính chúng ta là chúng ta quyết định chúng ta có một cái sự chủ ý tránh xa mọi điều không tin kính, tránh xa từ chối bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa và không đem đến sự vinh hiển cho Chúa. Tích đoạn 2 câu 11 câu 12 nói thế này: vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người được bày tỏ. Ân điển đó dạy cho chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và sự tin kính trong đời này. Từ bỏ chính mình là từ bỏ những điều gì mà nó làm cho đời sống chúng ta không còn tin kính Chúa nữa. Từ bỏ cái quyền lợi, ngay cả những quyền lợi tôi có được cái quyền lợi đó để tôi được những điều gì từ đời Chúa. Nếu tôi làm việc cuối tuần tôi sẽ được lương gấp mấy lần hơn, nhưng mà tôi muốn rằng trong cái ngày Chủ nhật tôi dành giờ để mà thờ phụng Chúa, phục vụ Chúa, mà dành cho gia đình. Từ bỏ những cái lợi của đời này để đưa những cái lợi có giá trị hơn. Cho nên quyền năng của sự từ bỏ rất là đặc biệt. Nó là một sự đầu tư cho chúng ta trong đời này, một sự đầu tư trong đời sau. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta gạt bỏ những ham muốn, những ước mơ của chúng ta và những nhu cầu của bản thân để theo Chúa Giêsu và làm theo lời Ngài dạy. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta nói thay là chúng ta ăn uống vui chơi, nhưng mà chúng ta muốn thời gian chúng ta kiêng ăn, chúng ta cầu nguyện tìm kiếm Chúa, chúng ta dành thời gian để cầu nguyện cho người này, cầu nguyện cho người kia. Đó từ bỏ chính mình. Tôi được quyền ăn, đúng, tôi được quyền ăn, nhưng mà tôi kiêng ăn vì người khác. Đó từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta một cái quá trình chúng ta tin tưởng nơi Chúa và vâng lời Chúa dù mình không hiểu. Chúa dạy tôi là hãy tha thứ cho người đó. Tôi không hiểu, tôi đang cay đắng, tôi đang buồn giận, tôi đang bực bội quá, tôi không thể nào tha thứ được. Tôi không chịu đựng được người đó, tôi không muốn gặp mặt người đó. Nhưng mà tôi từ bỏ chính tôi, có nghĩa là tôi yêu người đó và tôi yêu người đó bởi vì Chúa kêu tôi và tôi tin tưởng nơi Chúa, bởi vì Chúa kêu tôi là từ bỏ tôi, từ bỏ chính tôi để tôi được gì? Tôi yêu người đó để được đẹp lòng Chúa. Tôi sẵn sàng tha thứ, tôi sẵn sàng bỏ qua, tôi sẵn sàng yêu thương họ, sẵn sàng cầu xin Chúa giúp con để con đi vượt qua. Đó là từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình đó là chúng ta từ bỏ những cái bản ngã của chúng ta, bao gồm sự kiêu ngạo, sự tự cao của chúng ta. Nếu người nào đó hơn thua với chúng ta điều đó mà chúng ta đúng mà người đó sai, chúng ta từ bỏ chúng ta, thay vì ta thái lộ người đó để mình dành là đúng, thành dành là sai, bắt lỗi người kia, nhưng chúng ta tự hạ mình xuống và chúng ta chết đi cái con người cũ của chúng ta, con người kiêu ngạo của người mà hơn thua chúng ta, để gì? Để chúng ta có một sự bình an mà Chúa cho chúng ta. Quý vị biết không, một con người mà nếu chúng ta luôn luôn hơn thua người khác, luôn luôn nhìn thấy lỗi người khác, nhìn thấy tất cả mọi người, quý vị không có được sự bình an, không có giờ có sự bình an. Nếu như sống là người sống, mình đã sống cách bóc, luôn luôn buồn giận người này, buồn giận kia, nhìn thấy lỗi khác, quý vị không có giờ tìm được sự bình an, không tìm được niềm vui.
và một điều như tìm được là gì? Bình tâm. Cho nên đời sống với Thiên Chúa của chúng ta đó là một đời sống mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ những cái điều gì trong đời sống mình mà chỉ tin nơi Chúa và vâng lời Chúa và làm muốn làm theo ý muốn của Chúa. Từ bỏ chúng ta có nghĩa là tôi còn có bao nhiêu tiền đó thôi, mà bây giờ đó Chúa dạy tôi phải trung tín trong phần người, Chúa dạy tôi thấy người đó nghèo quá và Chúa muốn tôi giúp đỡ người đó. Từ bỏ chính chúng ta có nghĩa là tôi có khả năng dành cái số tiền đó cho mình. Nhưng bởi vì Chúa dạy tôi trung tín cho mọi người, Chúa dạy tôi là tôi quan tâm đến người nghèo và Chúa cảm động tôi giúp đỡ người đó, mặc dù số tiền này tôi dùng trong công việc của tôi. Chúng ta từ bỏ cái lợi của chúng ta để người khác được ích lợi, đó từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta từ bỏ quyền quyết định của chúng ta. Quyền quyết định là cái gì? Là cái quyền tự quyết, là quyết định theo ý của mình. Tôi ước mơ tôi làm chuyện này, tôi ước mơ tôi cưới cô kia, lấy anh đó, tôi muốn đi đến nơi này đến nơi kia, nhưng mà tôi sẽ không làm điều này cho đến khi tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, mình có muốn con đi đó không? Mình muốn con làm cái chuyện đó không? Mình muốn con cưới người này người kia không? Chúa ơi, mình có muốn hay không? Nếu Chúa muốn, tôi từ bỏ. Tại sao vậy? Bất cứ điều gì mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ đều là tốt cho chúng ta, bởi Chúa nhìn thấy tương lai. Chúng ta không thấy tương lai chúng ta được. Tôi muốn đi học ra làm cái nghề này và nghề kia, nhưng mà khi mà tôi cầu nguyện Chúa ơi, con thích cái nghề này lắm, nhưng mà Chúa ơi, Ngài muốn con làm cái gì? Và Chúa cho chúng ta biết đây là cái điều mà tâm của con làm, thì quý vị từ bỏ cái điều đó, quý vị chọn làm theo ý muốn của Chúa, chọn đi theo khải tượng của Chúa, thì tất cả một sự chú cầu của Chúa được dành cho quý vị. Còn những người mà chúng ta tự quyết định cho chúng ta, chúng ta chọn con đường chúng ta, thì tự chúng ta phải bỏ, bởi nó không có nằm trong kế hoạch của Chúa. Giống như con đường mà chúng ta chạy xa lộ, mà chạy bên trái chúng ta phải chạy 100 cây số một giờ, mà chúng ta là chạy bên tay phải, chúng ta đòi hỏi là chúng ta sẽ đi con đường an toàn. Không có chuyện này, chúng ta sẽ xa lộ và chúng ta sẽ đụng. Đó là kế hoạch của Chúa, con đường của Chúa. Và nếu chúng ta chọn mà cái quyền tự quyết của mình, thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái điều đau khổ. Nhưng mà nếu ta chọn tìm đến Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ đi một cách rất là hanh thông, rất là bình an. Chúng ta chọn quyền tự quyết có nghĩa là chúng ta tập trung vào những điều thiên thượng, không phải của thế gian này, rời xa những nhóm người mà Chúa không yêu thích. Kinh Thánh Colosse 3 câu 5 tên thế này: vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất hiếp, tình dục, dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam, vì tham lam là hình thức thờ thần tượng. Do đó tôi nhắc chúng ta phải kiểm tra và cân bằng đời sống mình, sống không giống như những người không tin Chúa. Vì chúng ta được Chúa giải thoát chúng ta từ vương quốc của sự tối tăm, và Ngài đem chúng ta vào trong vương quốc sáng láng của Ngài. Và chúng ta được Chúa cứu chúng ta không phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng ấy là bởi do công đức, do công việc làm của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúng ta được cứu không phải bởi sự cố gắng của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ cái sự hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta làm được mọi việc không phải bởi sức của chúng ta, nhờ Chúa thêm sức cho chúng ta. Cái quyền tự quyết của chúng ta là như vậy. Chúng ta được Chúa dựng nên cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài là một tạo vật mới. Chúng ta có thể chọn lựa sống đời sống mới hay chọn lựa đời sống cũ. Tại sao chúng ta phải từ bỏ chúng ta, từ bỏ chính mình? Chứ sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta là ông nói rằng tôi bắt thân thể tôi phải không suy phục theo ước muốn xác thịt của mình, nhưng đãi thân thể ông một cách hạ khắc, thậm chí là nghiêm khắc, để chi ông thể sống cho Chúa. Một trong những điều rất là khó trong ngày hôm nay, nhất là giới trẻ, là không thích kỷ luật. Và nhiều người chúng ta, nếu chúng ta sống trong gia đình mà ba mẹ chúng ta mà quá kỷ luật, chúng ta sẽ muốn đời sống mình buông thả. Và nếu như chúng ta sống trong gia đình mà ba mẹ chúng ta dạy chúng ta một cách kỷ luật đúng đắn, chúng ta là người sẽ có kỷ luật. Chứ đời sống kỷ luật đó là đời sống đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc, để ngõ hầu chúng ta có đời sống tốt. Thân xác chúng ta muốn có ý chí tự do, muốn có làm những điều nghịch lại với lời của Chúa, nhưng chúng ta từ bỏ chúng ta, đó là chúng ta nói thân xác chúng ta tôi không muốn làm điều này, chúng ta chỉ muốn làm theo ý muốn của Chúa mà thôi. Và bởi vì những điều tôi mong muốn là chống lại Thánh Linh của Chúa, và chúng ta không muốn rằng mình khuyên người khác, nhưng mà chính mình cũng như Phaolô đó, tôi khuyên người khác, tôi dạy người khác, nhưng chính mình bị bỏ. Xác thịt chúng ta sẽ không bao giờ đẹp lòng Chúa, và những ai bước đi trong xác thịt sẽ chắc chắn không được đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Trong chương 6 câu 6-13, chúng ta sẽ không được cha chúng ta trên trời tôn quý chúng ta, vì Ngài nói rằng ai hầu vì ta, cha ta ắt tôn quý người. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta nhờ ân điển của Chúa để Chúa giúp chúng ta, giúp chúng ta mặc lấy con người mới mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Đặc điểm mà chúng ta phải nhìn vào con người nào mà Chúa từ bỏ và biết từ bỏ chính mình, không phải học theo Chúa lâu năm, không phải học cái chức vụ hay là họ làm gì đó hoành tráng cho người thật. Dấu hiệu của một người mà từ bỏ chính mình đó là nhìn con trái của họ. Chúa xuống đang nhìn trái thì sẽ biết cây. Chúng ta nhìn cái cây đó mà nó có cái xoài thì chúng ta biết cái xoài, mặc dù chúng ta không biết cái đó là xoài. Chúng ta nhìn cái trái chanh chơi cái cây đó mà chúng ta dồn vô trái chanh, chúng ta biết cái chanh, vì có nhiều cái cây nó lá giống như cái chanh, nhưng mà nó không phải. Cho nên nhìn trái biết cây, nhìn cái đời sống nào mà Chúa thay đổi, nhìn đời sống người nào mà yêu thương, tha thứ, nhịn nhục, khiêm nhường, chúng ta biết rằng đây là đời sống của những người từ bỏ chính mình. Cho nên là những người nào từ bỏ chính mình, chúng ta thấy nhìn thấy bông trái của họ và chúng ta nhìn thấy kết quả của họ, và họ trở thành một đời sống đem ánh sáng cho người khác và đem ảnh hưởng đến cho người khác. Và cái thái tượng của Hội Thánh chúng ta đó là gì? Lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Nếu chúng ta không lớn mạnh, không lớn, không mạnh, chúng ta không ảnh hưởng người khác được. Nếu chúng ta không thịnh vượng phần xác cũng như phần hồn, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến ai được. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Cho nên tầm quan trọng của sự từ bỏ chính mình. Tại sao chúng ta cần từ bỏ chúng ta? Chúng ta cần từ bỏ chúng ta để chúng ta được thánh hóa và trở nên công chính và trở nên thánh khiết. Chúng ta từ bỏ chúng ta bởi vì nó quan trọng là bởi vì chúng ta muốn bước theo dấu chân của Chúa, muốn trở nên môn đồ của Ngài. Chúng ta từ bỏ chúng ta bởi vì chúng ta muốn có đời sống bình an, vui mừng, hạnh phúc. Chúng ta muốn kinh nghiệm đời sống, cái sự sống của Chúa dành cho chúng ta và trở nên giống Ngài. Quý vị có thấy rằng là khi mà mình những gì mình từ bỏ mà mình cảm thấy được bước không? Nếu chúng ta cái gì chúng ta từ bỏ, chúng ta sẽ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng mà khi một con lời Chúa đồng từ bỏ, mà thấy nó vui. Chúng ta sẽ không bao giờ mất, nhưng mà chúng ta được nhiều. Cho nên bắt đầu từ nay dỗ dài cái bên từ bỏ sự nghiệp. Chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng, hạnh phúc, bình an mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta được bảo vệ khỏi cạm bẫy của Satan. Nếu chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ sự cay đắng, sự không tha thứ, sự buồn giận, chúng ta sẽ bảo vệ mình khỏi những sự tấn công của ma quỷ, tấn công của chúng ta trong bệnh tật, tấn công trong hôn nhân của chúng ta, trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ chính chúng ta, chúng ta sẽ trưởng thành và trở nên ánh sáng của thế gian. Chúng ta sẽ phục vụ Chúa tốt kết quả và được Chúa chấp nhận chúng ta. Đừng nghĩ là cứ có việc gì chúng ta làm thì được Chúa chấp nhận. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 cho chúng ta biết này. Con nói tới sự sống sót của Chúa Trời. Đài xin em hãy dân thân thể mình là của đời sống thánh đẹp lòng của Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy đổi mới tâm trí, biết quá đổi mới tâm trí của mình để biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Chúa Trời. Đẹp lòng của Chúa Trời nghĩa là được Chúa chấp nhận. Cho nên từ bỏ chính mình là cái gì? Là chúng ta tự chết chúng ta để chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, làm theo cái điều mà Chúa chấp nhận, Chúa muốn. Từ bỏ chúng ta có nghĩa là chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ được vào trong nước của Chúa. Chúa Thánh nói rằng những người sống theo mà xác thịt sẽ không được hưởng nước của Chúa Trời. Và trong Thánh cho chúng ta những ví dụ về những người trong Thánh là những người từ bỏ chính mình. Thứ nhất là đại ông quyết định trong lòng mình là không bị ô uế bởi đồ ăn của cung ăn và rượu chú uống, cho nên ông thà uống nước ăn rào thay vì ăn miếng của cung. Nó không phải một ngày hai ngày mà thời gian rất là dài. Để gì? Để bảo vệ cái đời sống mình không bị ô uế. Follow từ
bỏ chính mình, có nghĩa là ông quyết định không có lập gia đình, sống độc thân để học với Chúa. Đây là sự hy sinh rất là lớn. Joseph từ bỏ những thú vui tội lỗi với vợ của chúng mình vì ông không muốn làm điều làm không đẹp lòng Chúa và phản bội chủ của mình. Chúa Giêsu từ bỏ thiên đàng, hồi nãy chúng ta đã nói rồi, Ngài kiên ăn 40 ngày, Ngài chịu cám dỗ, Ngài kiên ăn 40 ngày để Ngài mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời để mà Ngài thể đi giải tội lỗi. Ngài kiên ăn để Ngài có quyền năng đi giải tội lỗi. Chúa Giêsu, chúng ta nhớ Chúa Giêsu Ngài vốn là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả, Ngài trở nên con người. Và qua con người này, Chúa Giêsu nhận lấy quyền năng của Thánh Chúa để làm cái khuôn mẫu cho chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết các môn đệ của Chúa Giêsu. Họ nói là Chúa ơi, nếu con bỏ, từ bỏ gia đình con, rời khỏi gia đình con, nhà cửa, công việc thì con theo Chúa thì con được cái gì? Và Chúa Giêsu nói là nếu ai thì cớ ta mà thì bỏ cha mẹ, anh chị em, gia đình của mình, ruộng đất của mình, thì cái đơn này người ta sẽ nhận 100 lần hơn và nhận sự sống đời đời. Còn riêng các con thì sẽ trở thành là những người cai trị trên 12 chi phái. Chúa không kêu chúng ta bỏ gia đình của chúng ta, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đó là từ bỏ những gì mà chúng ta coi là giá trị quý báu để chúng ta đi theo Chúa. Tôi học bài học về cái sự từ bỏ rất là lớn trên đời sống của mình. Yêu Hội Thánh, muốn có mặt trong nhà thờ, nhưng mà Chúa gọi tôi đi đến nơi này nơi kia, tôi phải đi, tôi bỏ tiền túi để đi. Vì sao? Vì muốn thấy được Chúa phục hưng Việt Nam. Đi đua không? Ngủ cho nó bay ngủ không được. Tôi không bao người về dậy ngủ cho nó bay. Vợ tôi thì xe đi là cái bay, vừa lên xe ngồi là tôi ngủ liền. Tôi thì không được. Ngủ ngồi khó ngủ. Và những chuyến đầu đi xa càng khó hơn nữa. Nó không dễ. Rồi đi đến nơi nào nó ngủ giường cũng quen cũng khó ngủ. Rồi đi nơi này nơi kia, rồi người ta cứ kiếm mình, cái người hết chuyện này kia, cái năng đề còn có đổ dồn cho mình Chúa lắm. Nhưng bởi mình yêu Chúa, mình từ bỏ những sự thoải mái để mà người khác được lợi. Đó sẽ từ bỏ. Từ bỏ cho chính mình. Và những khi mình còn có nhiêu tiền đây, mình thấy người đó khổ quá khổ, không biết mình trở về mình đi như thế nào, dâng hiến giúp đỡ cho họ. Từ bỏ. Và càng từ bỏ, tôi càng thấy mình hạnh phúc. Càng từ bỏ, mình cảm thấy vui. Càng từ bỏ, mình cảm thấy Chúa đẹp. Từ bỏ dễ không? Nếu chúng ta muốn từ bỏ, chúng ta phải có đức tin, tin nơi Chúa và nhờ Chúa giúp mình để từ bỏ. Chúng ta muốn từ bỏ, chúng ta lắm khi chúng ta không nhìn cái lợi đời này, nhưng mà nhìn cái lợi đời sau. Chúng ta từ bỏ lắm khi chúng ta làm buồn lòng người này, nhưng để Chúa vui lòng. Đó là sự từ bỏ mà chúng ta cần phải trả giá. Ba chàng trai Hebrew, họ kính sợ Chúa hơn là sự chấp. Vua Nebuchadnezzar lập tượng rất là to lớn, bắt mọi người phải quỳ lại trước tượng đó. Khi ông ta đánh trỗi tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng trống lên, mọi người phải sắp mình. Nhưng ba người quyết định là vẫn đứng, không quỳ lại. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì họ kính sợ Chúa. Đó là sự từ bỏ rất là lớn. Cho những người, có những người mà họ từ bỏ chính mình để rồi họ có thể đi ra những nơi giảng tin lành. Thì đó tôi lang, con đi qua đến một cái chỗ ở bên Fiji, một dạng có cái chuối màu tắm. Chúng tôi đến một cái viện bảo tàng. Và trong viện bảo tàng đó, họ chỉ cho một cái chỗ của vị tù trưởng ở đó. Và ông tù trưởng này chuyên môn ăn thịt người. Và trên cái phòng của ông này, cái khu cực của ông này, thì có những cái bàn của dừa của mình, và trong đó có một cái tô. Và tô này là cái tô mà ông ta ăn thịt người. Và họ cũng nói rằng chính cái tô này, ông biết vị giáo sĩ đầu tiên đã đến tại Fiji, và ông ăn thịt ông giáo sĩ này.
Và khi tới đó tôi rung mình. Nhưng mà những hạt giống của những người tử đạo đó, cho đến khi mà thời điểm mà tôi Lan và con gái Chúa đến đó, thì chúng tôi biết rằng 95% những người phi chi tin Chúa bảo ta là hạt giống đầu tiên. Quý vị biết không, nếu chúng ta không làm hạt giống, chúng ta chết đi sẽ không có người khác được cứu. Nếu chúng ta không là hạt giống chết đi để cầu nguyện cho những người thân của mình, chia sẻ cho người thân mình, sẽ không ai được cứu được chúng ta cả. Nếu chúng ta không sống phục vụ Chúa, thì một mai chúng ta sẽ không thấy rằng gia đình chúng ta, con cái chúng ta hồi Chúa. Hạt giống phải chết để cho sống. Nếu chúng ta muốn con cái mình sống đời sống tốt đẹp trên đồng Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta quyết định chúng ta sống đời sống tốt đẹp, sống trên đồng Chúa, thì chúng ta sẽ là hạt giống cho con cái chúng ta hãy muốn sống đời đồng Chúa. Hạt giống phải chết đi thì mai mốt mới có kết quả. Đó là quyền năng của sự từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình có nghĩa là chúng ta giống như Abraham, từ bỏ quê hương cha mẹ của mình, từ bỏ cái điều quý giá nhất của mình. Đối với Abraham là gì? Từ bỏ cái quý giá nhất của mình là đứa con trai mà Chúa ban cho. Và ông ta sẵn sàng dâng đứa con trai của mình đi sát lại cho Chúa, và Chúa nói là con hãy giết nó và dâng nó là của lại cho ta. Và Chúa thử Abraham. Và Abraham sẵn sàng chết chính mình để dâng cho Chúa cái điều tốt nhất. Và chính vì như vậy, Chúa thề rằng Ngài sẽ chúc phước cho Abraham và hậu tử của ông, rằng nhờ ông mà được phước. Quý vị không, những gì mà chúng ta hy sinh cho Chúa, chúng ta trả giá cho Chúa, chúng ta từ bỏ chính chúng ta, thì nó sẽ là cái hạt giống đem phước cho vô số người chúng ta chưa biết được. Nếu chúng ta hy sinh chính chúng ta nói về lời Chúa cho một người nào đó, chúng ta không biết rằng người đó sau khi tin Chúa rồi, Chúa ban phước cho người đó như thế nào, gia đình họ như thế nào và con cái họ thế nào, chúng ta không biết được. Chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng nhiệm vụ chúng ta ngày hôm nay là vận động. Không có người đi đâu gặp đâu thì người ta được cứu gặp nào. Chỉ giúp chú thì là tôi nhận thấy được điều này. Gideon trở thành một vị quan xét của dân Israel, bởi vì ông ta vâng lời Chúa, phá hủy những thần tượng ở trong nhà tôi và xây bàn thờ cho Chúa. Cái gì là thần tượng của chúng ta thì sẽ không có bàn thờ của Chúa. Nếu chúng ta muốn xây bàn thờ cho Chúa thì chúng ta phải phá vỡ, chúng ta phải đạp vỡ tất cả những thần tượng của chúng ta. Mỗi người chúng ta thần tượng không phải là một cái bức tượng nào đó chúng ta trong nhà, nhưng mà những gì chúng ta có đó là quý giá hơn Chúa. Quý giá hơn, nó quan trọng hơn lời Chúa dạy. Có thể nó là sự tổn thương. Chúng ta coi sự tổn thương, người khác đối với chúng ta gì, chúng ta coi nó nặng hơn Chúa. Chúng ta không vâng lời Chúa được thì nó là thần tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta phát lỗi nó thì Chúa sẽ là đấng mà chúng ta thờ phượng. Thì Chúa cũng sẽ là cái nguồn chúc phước cho chúng ta. Còn nếu mà những thần tượng chúng ta, những ai là chúng ta ca đắng tổn thương, chúng ta nhớ họ, thì chính cái đó là cho chúng ta đau khổ, phiền muộn và càng thêm phước. Thần tượng phải đạp đổ thì Chúa mới trở thành Đức Chúa Trời. Và khi Ngài là Đức Chúa Trời thì nơi nào làm cho Ngài được tôn thánh thì Ngài đến làm phước cho người đó, cho người đó. Amen. Và Chúa muốn chúng ta có những các lĩnh vực mà chúng ta từ bỏ. Thứ nhất đó là gây giáp phạm. Chúng ta hỏi chuyện gì cứ gì giáp phạm cho người khác, lời nói chúng ta, việc làm chúng ta hay gì đó, chúng ta sẽ làm gây giáp phạm. Và cái gì để chúng ta cần từ bỏ chính chúng ta là dễ giáp phạm, ai nói cũng dễ buồn, dễ giận, dễ bị tổn thương, đây là điều chúng ta cần phải từ bỏ. Dễ bực bội. Như tôi nói hồi tối hôm đó, có những người họ bực bởi những chuyện vô lý. Coi cái phim, cái chuyện phim đó, ai đó đối xử như thế kia, tự nhiên bực cùng cả ngày luôn.
tin tức, cái chuyện gì đó tin tức, cái chuyện người nó kể chúng ta nghe, chúng ta chặn luôn cho người ta. À, rất là vô lý. Từ bỏ cái sự tổn thương, từ bỏ cái giấc phạm, tự mình cái giấc phạm mà từ bỏ khi người khác làm cái tâm giấc phạm, từ bỏ. Rồi, từ bỏ những sự suy nghĩ và lời nói. Thánh cho chúng ta biết rằng Thi Thiên đoạn 19 câu 14 này, nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được cả thiên hạ. Những sự suy nghĩ chúng ta nào không đúng, hay bắt bẻ, hay là hiểu lầm, hay là nghĩ đến xấu người khác, từ bỏ. Lời nói chúng ta, Kinh Thánh chúng nói thế này, chớ có một lời, không có hai lời, ba lời, nhiều lời nha. Chớ có một lời, ngay cả một lời nữa, chớ có một lời độc ác nào từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước cho những người nghe. Quay qua một bên, quay qua cái bên đó, chớ có một lời nha. Chớ là độc ác, chớ là tiêu cực nào. Rồi, đến lúc nào chúng ta từ bỏ ham mê lạc thú của thế gian, thế gian. Phaolô nói rằng đây mà do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. Ông ta được kêu gọi để học với Chúa, nhưng mà ham mê đời này cho nên không cần đi theo Chúa, học với Chúa nữa. Và trong Hebrew đoạn 11 câu 25 nói này, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa muốn chúng ta từ bỏ. Kết bạn với thế gian, ăn uống sinh hoạt, đi chơi, ăn nhậu, bất cứ điều gì mà ngay cả ăn mặc những người thế gian. Chúa nói rằng này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Còn kia đâu? Kết bạn với người thế gian trở thành kẻ thù của Chúa. Cho nên Chúa muốn dạy chúng ta một điều rất là quan trọng với đời sống của chúng ta, đó là chúng ta muốn đi theo Chúa, chúng ta có những con người mà chúng ta kết bạn với họ, chúng ta phải từ bỏ. Rời những công việc mình làm hay là gia đình mình để phục vụ Chúa, giống như cái thánh Chúa nói về các môn đệ Chúa Giêsu, họ rời bỏ bất cứ ai mà Chúa gọi, họ đều có một cái sự từ bỏ cả. Chúng ta nhìn thấy ngay cả Elise cũng vậy, ông ta đương làm ruộng cho cha của ông ta, và ông giết bò, ông lấy cái ách ông ta lấy ra, ông ta đốt. Cho nên có những khi chúng ta muốn hầu Chúa, có những cái Chúa kêu chúng ta từ bỏ. Tôi không kêu chúng ta từ bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta để Chúa chỉ chúng ta những điểm nào mà chúng ta cần từ bỏ. Chúng ta từ bỏ những các việc làm của xác thịt. Công việc của xác thịt rõ ràng đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ thần tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, sai xưa, chè chén và những việc tương tự khác. Chúng ta làm những ai làm cái việc này sẽ không được hưởng Đức Chúa Trời. Từ bỏ những cái công việc làm xác thịt của chúng ta, từ bỏ làm theo ý riêng. Chúa dạy chúng ta, xin dạy cho con làm theo ý muốn của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn con vào con đường bằng phẳng. Cho nên khi mà chúng ta không làm theo ý Chúa, chúng ta sẽ đi con đường không theo ý Chúa, và con đường nó chắc chắn sẽ gồ ghề. Nhưng mà chúng ta làm theo ý Chúa thì Ngài sẽ làm cho chúng ta đi con đường bằng phẳng. Và chúng ta từ bỏ nhờ sức riêng, và làm cái gì cũng nhờ sức của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết Sơ-đê-ri đoạn 17 câu 5 câu 7, chúng ta cần phải về và kỳ tập hết nguyên đoạn thánh này để quý vị có thể nhớ. Đức Sơ phán đấng đáng quyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy xác thịt, lột xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Sơ-va. Kinh Thánh nói chúng ta nhờ sức người để làm gì đó, có chuyện gì phải chạy đến này nhờ cái giúp đỡ. Và chúng ta đáng rủa xả cho những người đâu, người giống như thạch thảo trong sa mạc chẳng thấy phước lành gì cả. Nhưng mà những cái tiếp là phước cho người nào nhờ cậy Đức Sê-va, lấy Đức Sê-va làm nơi nương tựa mình. Làm gì Chúa ơi, con cần ngày giúp sức cho con. Con có giấy tờ này, con có hồ sơ này, con muốn làm công việc này, con muốn học ngành này, hay bất cứ gì, Chúa xin giúp sức cho con. Chúa ơi, con có những cái chuyện buồn, có những cái chuyện đau khổ, có những cái chuyện bệnh tật. Chúa ơi, con gia đình con như thế này, Chúa giúp sức cho con. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là ngày nào tôi kêu cầu Chúa thì Ngài sẽ khiến cho cầu tôi thôi đủ sợ. Cho nên đừng dùng sức của mình, hãy nhờ cậy sức của Chúa,
đừng dùng sức riêng mình, đừng dựa vào sự khôn ngoan của mình, đừng nhờ đến người khác, nhờ sức của Chúa. Như vậy trong cái loạt bài, trong cái loạt bài mà tôi muốn nói đến, chúng ta trở thành những người lãnh đạo để hầu vị Chúa, muốn đi theo Chúa, muốn hầu vị Chúa, trở thành những người lãnh đạo của Chúa, những người mà khó khải tượng từ Chúa, chúng ta phải từ bỏ. Có rất nhiều người họ có khải tượng lớn, có những người họ ước mơ lớn là công việc của Chúa, nhưng mà nếu họ không từ bỏ, họ không làm được sao được. Amen. À, chúng ta muốn hầu vị Chúa. Và thưa quý vị, bây giờ nếu ngày nào quý vị muốn hầu vị Chúa, quý vị muốn bắt đầu hầu vị Chúa, quý vị bước vô hầu vị Chúa, thì ma quỷ sẽ dùng cái chuyện này chuyện kia để tấn công quý vị, để quý vị không muốn hầu vị Chúa. Ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu đi học trường thánh là ước mơ là không ước mơ là một sự gì cả, chỉ ước mơ học trường thánh để mà mai mốt mình biết nhiều hơn công thức nhận hầu vị Chúa. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ nhì thì một đứa em rể của tôi lái xe trên xa lộ và đụng tai nạn và tôi tự bỏ. Ta đến ai học ai xong nhớ quý vị muốn đi học với Chúa mà quý vị sẽ là đối tượng nó tấn công quý vị 24/7. Và nếu quý vị không từ bỏ, mình không nhờ sức Chúa, quý vị không thể tồn tại. Và cho nên quý vị phải nhờ sức Chúa. Những nhà học viên học ISO, những ai mà chúng ta muốn học Chúa, mà quý vị sẽ cho chúng ta học thì học, nhưng mà mình học không hành. Cho nên mà một mai mình có bằng cấp, nhưng cái bằng cấp đó nó chỉ là bằng cấp thôi, nhưng mà trường của thân của Chúa mình học thành không vượt qua được. À, cho nên chúng ta phải nhờ sức Chúa. Tôi làm được mọi sự không biết cái chuyện nó lớn to lớn thế nào, mà nếu Chúa kêu chúng ta, Chúa muốn chúng ta làm và Chúa gọi chúng ta đi vào đó, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho tôi. Chúa gọi cái gì là tổ trưởng tổ tế bào, Chúa gọi cái gì hướng dẫn thờ phượng, Chúa gọi Chúa giúp con. Tôi giảng ở đây, tôi giảng Chúa giúp con, Chúa giúp con, con muốn giảng. Quý vị muốn giảng trên đây mà bữa nào mà Chúa học sức dầu nói chuyện rất là khô, nói chuyện giống như thấy là dưới thằng ngủ vậy đó. Bữa nào Chúa sức dầu cho mình nói chuyện người ta chú ý thật nghe, nếu Chúa không sức dầu là không được. Cho nên chúng ta cần Chúa sức dầu mới chúng ta mỗi ngày. Amen. Và khi Chúa sức dầu mới, tôi xin thưa với chúng ta, Chúa sức dầu mới cho chúng ta rồi đó, thì không biết kẻ thù chúng ta bao lớn bao to, nó chống đối chúng ta chỉ là sức mạnh nó như là như Chúa sức dầu mới chúng ta rồi đó, chúng ta được chiến thắng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái sự sức dầu của Chúa đó, Chúa sức dầu mới đó, giống như khi chúng ta giống như là con bò tóc hay con bò rừng đó, là chỉ ủi tới thôi. Con bò nó thấy ai chứ mà chúng ta coi nó đấu bò ha, nó chỉ thấy người nó ở trong cái dòng của nó nhào tới ủi liền, thốt liền. Cho nên Chúa sức dầu chúng ta nó có nghĩa là gì? Chúng ta không sợ ai chứ, nó to lớn cái gì chúng ta cũng chẳng sợ. Chúa sức dầu cho chúng ta có nghĩa là không cần biết kẻ thù chúng ta bao to. Khi Chúa sức dầu cho David xong thì chỉ là con giết cô này, một tên khổng lồ, một cái người mà to lớn kinh nghiệm chiến trận, ông ta chưa bao giờ chiến trận qua. Chúa sức dầu chúng ta là cái chuyện chúng ta chưa làm qua, chúng ta sẽ làm được mà làm một cách thắng cách em. Khi Chúa sức dầu cho chúng ta thì chúng ta sẽ biết rằng ma quỷ nó phải run sợ. Cho nên cầu nguyện Chúa cho chúng ta ngày hôm nay kinh nghiệm được sự sức dầu đó. Năm mới này Chúa phải sức dầu cho con, để con có thể từ bỏ con, để con sống cho Chúa, Chúa sức dầu cho con. Và quý vị sẽ năm nay, quý vị sẽ cảm thấy một năm rất là đặc biệt cho mình. Amen. Từ bỗ, hãy sống cho mình. Dỗ dàng, từ bỗ, hôm nay từ bỗ, từ bỗ. Từ bỗ, để sống cho Chúa. Từ bỗ, để sống cho Chúa. Hallelujah. Chúa đứng lên và chúng ta cộng nhau. Sau khi tôi cầu nguyện thì chúng ta sẽ hát lại. Mời các thầy chúng ta lên, chúng ta sẽ chuẩn bị thờ phượng Chúa. Hãy đến với Chúa như này, Chúa ơi, năm nay con quyết định con từ bỏ thiên con, để con sống có kết quả thôi này. Trời, con cầu nguyện như này. Hãy đổ xem cho con, hãy sức dầu cho con dầu mới, dầu của Chúa sức cho chúng con để con có thể sống đắc thắng trong năm 2021 này. Những gì trước đây thì đời sống con nó là những điều cũ, nhưng mà con biết rằng ân điển của Chúa lớn cho đời sống con, sự thánh tính của Chúa mỗi ngày cho đời sống con, mỗi buổi sáng thì mới luôn. Con cầu nguyện là chỉ sức dầu của Chúa cho chúng con như này, làm mới đời sống của con như này.
Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.